Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Crypto Mobile. Trên màn của hôm nay là hai chiếc điện thoại, bên tay trái của mình là chiếc LG V30 và bên tay phải của mình là chiếc Samsung Galaxy Note 8. Đối với hai chiếc điện thoại này, cái phân khúc giá của nó thì cũng chênh lệch đôi chút, chỉ vài trăm đến 1 triệu mà thôi. Do đó thì hôm nay mình sẽ làm một bài beta test để xem thử là hiệu năng trên hai máy nó có cách biệt nhau quá nhiều hay không. Đối với lại chiếc LG V30 thì sử dụng con chip là Snapdragon 835, còn trên chiếc Samsung Galaxy Note 8 thì sử dụng con chip là Exynos 8895. Bây giờ thì mình sẽ tắt hết tất cả dùng trên nền và khởi động lại cả hai máy. Đến với bài beta test hôm nay thì mình để tổng cộng là 8 game nặng nhẹ khác nhau, trong đó có 4 game nhẹ và 4 game nặng nhất của kho ứng dụng Safe Play. Rồi, bây giờ chúng ta bắt đầu với tựa game đầu tiên, Samurai 2. Rồi, đối với tựa game này thì cả hai máy đều đồng đều nhau. Yumi Tsunami. Tựa game này cũng vậy, cả hai máy đều không có sự cách biệt. Subway Surfer. Rồi, và đây là sự cách biệt đầu tiên. Chiếc Galaxy Note 8 đã vào trước rồi, tuy nhiên khoảng cách giữa hai máy chỉ xê xích nhau thôi. Đối với tựa game Root Ninja này cũng vậy, thì nó cũng giống như là cái tựa game Subway Surfer, khoảng cách giữa hai máy chỉ xê xích nhau khoảng 1 đến 2 giây thôi. Rồi, một lần nữa thì Galaxy Note 8 đã vào trước rồi. Tuy nhiên thì khoảng cách giữa hai máy vẫn khá là ngắn, nó không có thể hiện rõ được cái máy nào nhanh hơn máy nào. Khi load vào map thì cũng vậy, chiếc Galaxy Note 8 đã vào trước. Nhưng mà nãy giờ mình vẫn chưa thấy được là cái con chip Exynos hay là con chip Snapdragon 835 nó có sự cách biệt quá rõ rệt. Do đó thì mình cảm thấy là những cái tựa game sau thì hai máy cũng đồng đều nhau thôi, chắc chắn là sẽ không có sự khác biệt đâu. Đây, đối với tựa game này cũng vậy, chỉ cách nhau 1 đến 2 giây thôi. Mortal Kombat X. Rồi, và đây là sự cách biệt lớn nhất. Lúc này thì mình thấy là Galaxy Note 8 vào chiếc LG V30 cũng phải khoảng 3 đến 4 giây. Và như vậy thì tóm lại, chiếc Galaxy Note 8 có hiệu năng nhỉnh hơn một chút, chỉ một chút xíu thôi so với chiếc LG V30. Bây giờ chúng ta cùng đến với phần thứ hai là phần test về quẩy RAM để xem trên cả hai máy thì nó có phải load lại bất kỳ tựa game nào hay không. Samurai 2. Rồi, game đầu tiên thì cả hai máy đều giữ được. Yumi Tsunami. Game này cũng vậy. Subway Surfer. Kết quả vẫn không thay đổi. Fruit Ninja. Alphan 8. Cả hai máy đều giữ được phong độ rất tốt. Genta 4. Và game cuối cùng, Mortal Kombat X. Và như vậy thì các bạn cũng có thể thấy là hiệu năng của hai chiếc điện thoại này thì nó cũng tương đương nhau. Mặc dù Galaxy Note 8 load game nhanh hơn một chút xíu so với lại con LG V30, nhưng mà chắc chắn là LG V30 sử dụng con chip Snapdragon 835, nó sẽ chơi game nặng tốt hơn và đồ họa của nó cũng đẹp hơn là so với Galaxy S8 Plus. À xin lỗi, là so với Galaxy Note 8. Như vậy mình đã gửi đến các bạn bài beta test giữa LG V30 và Galaxy Note 8. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau. Thank you.